chào mừng anh chị quay lại video clip tiếp theo của Khải. Thì video clip ngày hôm nay Khải sẽ giới thiệu quay lại với Toyota Cross phiên bản Hybrid. Đây cũng là một trong những mẫu xe mà sử dụng động cơ xăng và điện, thân thiện với môi trường. Thì như trước mắt anh chị, đây là phiên bản Hybrid màu xám xanh. Thì Toyota Cross thì mình sẽ có rất là nhiều màu. Thì như ở đây anh chị có thể thấy, đây là phiên bản màu đen, nhưng mà đây là bản 1.8V. Và chúng ta cũng sẽ có màu trắng ngọc trai. Đây, để quay cho anh chị. Đây cũng là phiên bản Hybrid luôn nha. Thì trong video clip ngày hôm nay, Khải sẽ giới thiệu với anh chị về phiên bản Hybrid, những cái điểm nổi bật về ngoại hình cũng như cập nhật mức giá của Toyota Cross phiên bản Hybrid, và cũng như chia sẻ một vài thông tin về Toyota Cross và thời gian có xe như thế nào, cụ thể như ra sao. Thì Khải mời anh chị xem qua video clip ngày hôm nay nha. Thì như anh chị thấy, đây là phiên bản Hybrid, cái phần ngoại hình, phần đầu xe. Thì ở phiên bản Hybrid thì anh chị sẽ có những cái điểm nhấn rất là nổi bật, đó chính là sử dụng rất là nhiều cái chi tiết sơn xanh ở đây, ngay cả phần logo của mình ha. Đây, những cái chi tiết sơn xanh cũng như những cái đường viền trong cái hệ thống đèn, cùng với cái phần đường viền phía dưới cái này giả như là giả hốc gió. Thì đây là một phiên bản thân thiện với môi trường, mình sử dụng động cơ xăng và điện. Chính vì vậy xe nó sẽ chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Cùng với đó thì trong đô thị thì mức tiêu hao nhiên liệu của Toyota Cross nó sẽ còn tốt hơn nếu mà mình chạy đường trường nữa ạ. Thì đây là cái phiên bản màu xám xanh, và cũng là xe lái thử của công ty bên Khải. Thì hồi nãy Khải cũng có quay cho anh chị xem qua, đây là phiên bản ngoại thất màu trắng ngọc trai. Thì với phiên bản ngoại thất màu trắng ngọc trai thì mình sẽ cộng thêm 8 triệu nữa ạ. Thì mức giá niêm yết của Toyota Cross phiên bản Hybrid sẽ là 936 triệu. Nếu mà màu trắng ngọc trai thì mình cũng sẽ cộng thêm 8 triệu nữa nha anh chị nha. Với cái phần ngoại hình màu trắng ngọc trai này thì đây cũng là cái xe được nâng cấp hệ thống tiêu chuẩn khí thải thành Euro 5. Cùng với đó, hệ thống Toyota Safety Sense của chúng ta cũng sẽ được nâng cấp thành hệ thống Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2 anh chị nha. Rồi, bây giờ Khải sẽ đi qua cái phần cái xe màu xám xanh. Đây là cái xe lái thử của công ty bên Khải. Thì cái phần ngoại hình, phần đầu xe như nãy Khải có chia sẻ, anh chị sẽ có cái phần hệ thống camera phía trước trong cái hệ thống camera 360 độ. Và phía sau logo này mình cũng sẽ có cái phần radar để sử dụng trong cái hệ thống Toyota Safety Sense. Và đèn thì chúng ta sẽ có bi LED ha. Mình sẽ có hệ thống cụm đèn full LED phía đây luôn. Và đèn siêu mù của chúng ta cũng sẽ là dạng LED. Chúng ta sẽ có phần cảm biến phía trước ha. Rồi, đây là cái phần ngoại hình bên hông của cái xe màu xám xanh. Thì anh chị sẽ có một cái phần mâm với kích thước 18 inch cho phiên bản V và phiên bản Hybrid. Còn phiên bản mà G thì mình sẽ có mâm với kích thước là 17 inch. Thì đây là cái phần mâm 18 inch rất là đẹp mắt. Mình sẽ có cũng cái dạng phay xước giống đa số tất cả các dòng xe của Toyota. Cái phần bề mặt được phay xước nè, còn phần trong thì mình sơn cái màu sơn đen, thì nhìn xe nó rất là thể thao và đẹp mắt. Thì trên phần thân xe cho phiên bản Hybrid thì mình sẽ có những cái chi tiết về thông tin, về tên, cũng như trên gương mình sẽ có cái phần này, hệ thống cảnh báo điểm mù nè anh chị, hệ thống cảnh báo phương tiện lùi cắt ngang. Cùng với đó anh chị sẽ có cái phần camera phía dưới gương trong cái hệ thống camera 360 độ. Và trên cái gương này mình sẽ cũng có tính năng tự động cụp gương khi lùi xe. Đây là một trong những cái tính năng mà được trang bị rất là nhiều công nghệ trên Toyota Cross. Thì phía sau đây là cái phần ngoại hình, cái phần đuôi xe của phiên bản màu xám xanh. Tính năng mình, phần đuôi mình sẽ có cũng có các chi tiết được viền xanh trên cái phần logo, cũng như các chi tiết ở đây. Thì cho thấy đây là một cái phiên bản thân thiện với môi trường và các thông tin về xe ha. Bây giờ Khải sẽ qua cái phần cái xe mà màu trắng ngọc trai với phần ngoại, cũng là phiên bản Hybrid. Thì cho anh chị xem qua, đây là cái phần ngoại hình của phiên bản màu trắng ngọc trai ha. Đó, mình sẽ cũng có những cái chi tiết. Thì anh chị nào đang có nhu cầu về Toyota Cross phiên bản Hybrid thì có thể gọi theo số hotline của Khải 0906 648 952. Khải sẽ cập nhật về thời gian đặt xe sớm nhất có thể ạ. Và Khải cũng muốn chia sẻ một chút thông tin là đối với phiên bản Hybrid, phiên bản sử dụng động cơ xăng và điện, thì hiện tại cái phần tình hình về nguồn cung của linh kiện nó đang rất là ít. Chính vì vậy cái thời gian đặt xe đối với phiên bản Hybrid nó sẽ lâu hơn cái phiên bản 1.8V và phiên bản
1.8G hơn một chút xíu. Chính vì vậy thì anh chị nào thật sự có nhu cầu và muốn có xe sớm thì có thể đặt xe. Và khi bắt đầu Toyota sản xuất và có linh kiện nhiều thì bên công ty Khải cũng sẽ ưu tiên cho những khách hàng đã đặt xe. Nên chính vì vậy anh chị nào đang có nhu cầu hay là quan tâm về Toyota Cross phiên bản Hybrid thì có thể gọi theo số hotline Khải để ngay phía bên góc nha. Và bây giờ Khải sẽ quay về cái phần không gian nội thất cho anh chị xem qua. Và đây là phần nội thất của Toyota Cross phiên bản Hybrid anh chị ha. Thì đối với Toyota Cross thì chúng ta cũng sẽ có hai màu nội thất là màu nâu và màu đen. Thì Khải thấy hai màu nội thất này thì nó rất là đẹp, nói chung là tùy vào khách hàng và tùy vào anh chị mình muốn trang bị cái nội thất nào và lựa chọn cái nào thì cũng được ạ. Thì chủ yếu cái điểm nổi bật của Toyota Cross chính là tính năng an toàn ha. Thì Khải cũng muốn giới thiệu sơ lược. Đầu tiên đó là chính là hệ thống Toyota Safety Sense thế hệ thứ hai. Đó, đây là cái phần cụm để điều chỉnh ga tự động thích ứng cùng với hệ thống giữ và cảnh báo chệch làn đường ở đây. Và lần này Toyota Cross trên cái Safety Sense mình có thể set tốc độ ngay cả ở dưới 30 km/h so với cái đời trước anh chị ha. Thì ở đây mình cũng sẽ có cái phần nút đèn pha tự động, và ở đây sau cái cụm màu đen rất là lớn ở đây anh chị sẽ có hệ thống gạt mưa tự động cùng với cái hệ thống camera để quan sát giữ làn đường. Và trên Toyota Cross bản Hybrid thì mình sẽ có cửa sổ trời luôn ha anh chị. Thì 1.8V là mình đã có, thì Hybrid chắc chắn sẽ có luôn. Và điểm khác biệt tiếp theo trên phiên bản Hybrid chính là việc cái bản Hybrid của mình nó sẽ có sử dụng màn hình thông tin với kích thước là 7 inch nha. Còn phiên bản 1.8V thì mình chỉ có màn hình là 4.2 inch thôi. Cái phần màn hình này nó sẽ hiển thị được thêm nhiều thông tin về xe cũng như các thông tin về cái hệ thống pin và hệ thống động cơ, rất là trực quan trên đây. Và trên cái cần số nó cũng sát khác chút xíu, mình sẽ có thêm cái chế độ B đây. Đây là cái hệ thống chạy mà sử dụng mà lấy lại cái thu hồi năng lượng anh chị ha. Và mình có rất là nhiều nút bấm trong cái chế độ chạy trên cái phiên bản xăng và điện. Trên đây anh chị có thể thấy, đây là cái nút bấm để sử dụng EV mode, chế độ chạy thuần điện luôn ha. Rồi, bây giờ Khải sẽ cập nhật về mức giá cũng như chương trình vay trả góp của Toyota Cross bắt đầu từ tháng 6 cho anh chị nha, và là phiên bản Hybrid luôn ha. Và bây giờ Khải sẽ cập nhật về mức giá của phiên bản Hybrid. Thì giá của phiên bản Cross bản Hybrid mình lăn bánh ở khu vực tỉnh sẽ là 1.033 tỷ, khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 1.052 tỷ, và đó cũng là mức giá Khải cũng đã cộng tất cả các khoản lệ phí dành cho nhà nước anh chị ha. Anh chị nào mua qua tiền mặt thì có thể tham khảo mức giá, và tùy vào khu vực địa lý khác nhau thì mức giá Khải gửi tới anh chị nó có thể khác nhau và xê dịch đôi chút ha. Và bây giờ Khải sẽ đến với chương trình vay trả góp của Toyota Cross. Thì với Toyota Cross anh chị sẽ được vay qua ngân hàng của Toyota. Thì với cái phần chứng minh nguồn thu anh chị phải cung cấp thì chỉ cần hình chụp và thời gian hỗ trợ ra thông báo để hỗ trợ cái ra thông báo cho vay thì cũng rất là nhanh. Thì anh chị nào đang quan tâm về chương trình vay trả góp thì sẽ tham khảo theo chương trình sau ạ. Với phiên bản Hybrid mình đưa trước ở khu vực tỉnh sẽ là 298 triệu, khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 317 triệu, và mình thanh toán tháng đầu là 13,2 triệu. Đây là mức giá Khải đã tạm tính tất cả các khoản lệ phí và có luôn bao gồm cả bảo hiểm thân xe. Chính vì vậy đây là một con số anh chị có thể tham khảo, và trong trường hợp mình tùy vào khu vực và hộ khẩu của mình khác nhau thì mức giá nó cũng có thể khác nhau và xê dịch đôi chút. Chính vì vậy anh chị nào đang có nhu cầu hay là đang quan tâm về Toyota Cross nói chung và Toyota Cross bản Hybrid nói riêng thì có thể gọi theo số hotline của Khải 0906 648 952. Và trong trường hợp anh chị nào đang quan tâm về các phiên bản Cross khác thì cũng đừng lo, bên Khải vẫn nhận đặt xe cũng như sẽ giao xe trong thời gian sớm nhất có thể ạ. Và như hồi nãy Khải cũng đã có chia sẻ, đối với Toyota Cross phiên bản Hybrid mình đang thiếu nguồn cung về linh kiện. Chính vì vậy thời gian đặt xe của phiên bản này nó sẽ lâu hơn các phiên bản động cơ xăng thường một chút xíu ạ. Và anh chị nào đang có nhu cầu về Toyota Cross hãy gọi theo số hotline của Khải để phía dưới nha. Cảm ơn anh chị đã xem qua video clip ngày hôm nay. Anh chị cảm thấy video clip này hay thì có thể nhấn like, nhấn đăng ký kênh hoặc là comment phía dưới. Và bây giờ vẫn không quên xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video clip sắp tới ạ.